Xin chào anh em, rất vui khi được quay trở lại làm về pháo chống tăng. Và như anh em đã biết rồi, pháo chống tăng không phải là thế mạnh của mình, nhưng mà tất nhiên là mình chơi chơi con xe nào thì cũng sẽ chơi tốt thôi. Nhưng những chiếc xe pháo chống tăng mà đặc biệt là bị động ấy thì chắc chắn rằng mình càng khó có thể gọi là yêu thích được chúng. Nhưng trước mặt anh em đó chính là chiếc STR VS1, là một trong những chiếc xe gọi là bị động của bố bị động anh em ạ, của pháo chống tăng cấp 8. Chiếc xe này cùng với anh em họ hàng chiếc UDS03 là một trong chiếc xe có độ xuyên đạn thường cao nhất cấp 8 anh em nhé, cao nhất cấp 8 không tính bọn pháo chống tăng đấy, đạn thường thôi đấy. Thì anh em thể thấy rằng chiếc STR VS1 này theo cái họ hàng STRV ấy, thì của Thụy Điển ấy, tên của nó là tăng xe tăng chiến đấu chủ lực cơ, bên Battle Tank cơ, nhưng mà không hiểu gì sao mà vào trong game thì chúng nó lại trở thành pháo chống tăng, đặc biệt là cái con bên ngoài bên đời thực có thật đấy, STRV B đấy, 103B đấy, đấy có đấy, nhưng có thật ngoài đời. Và như anh em biết thì bên Thụy Điển, quốc gia Thụy Điển của chúng ta có những cái gọi là đồi núi rất là nhiều, cho nên là họ cũng phải thiết kế tăng của họ làm sao có thể chiến đấu được những đồi núi và vừa ẩn nấp được và vừa tấn công được kẻ địch đấy. Để rồi quay trở lại với chiếc STRVS1 này, đây là một trong những chiếc xe pháo chống tăng vàng cấp 8. Thì mình cũng đã đánh giá rồi trong video rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua thông số thôi. Chiếc xe này sở hữu cho mình hai cái chế độ di chuyển và hỏa lực. Thứ nhất là chế độ hành trình. Chế độ hành trình thì chiếc xe này có thể chạy lên tới, đây, mình có thể cho anh em xem. Chiếc xe này ở chế độ hành trình có thể chạy lên tới là 50 km/h với tốc độ chạy tiến và 45 km/h tốc độ chạy lùi. Đây là một con số rất là ok, ổn ở pháo chống tăng khi mà chúng ta có thể tận dụng cái tốc độ này để thay đổi vị trí. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chuyển sang chế độ tác xạ, chúng ta cần mất 2 giây để chuyển sang, và khi chuyển từ tác xạ về hành trình chúng ta mất 1,3 giây. Đấy, nó như thế cơ. Được rồi, quay trở lại với hỏa lực chiếc xe này. Hỏa lực chiếc xe này sở hữu cho mình khẩu pháo 105mm thì phải, mình nhớ như thế, đúng vậy. Sát thương trung bình 390, một cái sát thương khá là tầm thường của pháo chống tăng cấp 8. Nhưng mà thôi, chúng ta hiểu mà, bởi vì độ xuyên là 288 rất là cao. Đấy, tuy nhiên thì đạn vàng thì cũng không 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 phải là quá ấn tượng lốt đấy. Ý mình là cái con số cách xa giữa đạn thường và đạn vàng nó không phải là quá xa. Đấy, nó chỉ là 330 thôi, kia kìa, 288 và 330, nhưng vẫn là cao rồi anh em ạ, vẫn là cao. Đấy, cấp 8 mà thế thì đấy. Anh em thấy rằng là tốc độ quay súng là 16,34. Cái này là theo mình ấy thì nó chưa chính xác lắm khi mà chúng ta đang ở chế độ hành trình. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái chế độ tác xạ. Hiện tại thì thời gian ngắm là 2,94 và độ phân tán là 0,39. Anh em có thể thấy rằng ô, sao cái độ phân tán này ảo thế nhỉ, sao to thế mà sao con này bắn chuẩn mà. Thì đây, mình sẽ cho anh em xem. Khi chúng ta chuyển sang chế độ tác xạ thì thời gian ngắm chỉ còn 1,37 giây mà thôi. Một con số rất là ấn tượng, đồng thời độ phân tán chỉ còn 0,29 nhá. Đây là có bonus chỉ huy. Đấy. Tuy nhiên mình có phải nói anh em thế này này, 0,29 này nó giống như là của bên đám Đức ấy, đám TD Đức ấy, nó cũng đạn nó bay chỉ trong vòng này thôi. Và mình nói thật với anh em là đạn đạn của đám Thụy Điển này nó bay không khác gì đám Đức, chuẩn nó rơi trong vòng nhỏ đấy thì đúng rồi, nhưng mà nó rơi đúng không tâm hay không thì còn chịu đấy. Và phân tán khi di chuyển là 0,4 đấy, chúng ta chỉ cần nhích nhẹ xe thôi là cái tâm nó sẽ vỡ to. Nhưng khi xoay xe và xoay tháp pháo, cái này coi như là một nhá, cái này coi như là một, xoay xe ấy nó chỉ 0,01 thôi anh em ạ. Đồng nghĩa với việc anh em sẽ không cảm nhận được cái tâm của chúng ta nó vỡ to khi chúng ta chỉ đứng yên và xoay xe. Đó là một cái rất tốt của chiếc STRV S1 hay là đám UDS hay là dòng TD của Thụy Điển. Đấy, chưa kể nhá, chúng ta có 11 độ hạ nòng đúng không? Cộng thêm 4 nữa anh em ạ. Đấy, cộng thêm 4 nữa, tổng cộng chiếc xe này sẽ hạ được trừ 15. Đấy, nhưng mà chúng ta phải đánh đổi chỉ tiến lên và lùi lại chỉ có 8 km/h thôi. Vì vậy nếu mà chúng ta đang ở chế độ tác xạ mà gặp phải địch quẩy ấy, thì chắc chắn anh em sẽ bay màu mà thôi. Được rồi, quay trở lại chiếc S1 của chúng ta. Đấy. Về khả năng sống sót, 1.000 máu cũng khá là tầm thường. 30 giáp 30 toàn bộ. Nhưng mà anh em lưu ý cho mình này, chiếc S1 của chúng ta nó là vắt nghiêng rất là nhiều, nhưng nó vẫn phải gặp phải một cái vấn đề mà của game Hôn Đập Tanh, đó chính là cái quy luật cỡ lòng cấp 3. Vì thế những chiếc xe nào mà đứng trực diện trước STR VS1 không ngắm điểm yếu nhá, không ngắm điểm yếu mà bắn vào những cái vùng bằng bằng này này, những cái vùng nghiêng nghiêng bằng bằng này này, thì sẽ lẩy đạn cỡ đồng 90mm đổ xuống sẽ lẩy đạn. Còn lại cỡ đồng 90mm đổ lên, 91 thì 91mm đổ lên sẽ xuyên được. Đấy, không cần ngắm điểm yếu, bắn thẳng vào thân này cũng được. Trừ nhá, chỗ này có một cái phần giáp rỗng này, anh em bắn vào đây nó sẽ ghi là không trúng giáp ấy nhá. Đấy, ở đây có một phần giáp rỗng ấy. Thì mình không nói nhanh. Đấy, tuy nhiên nếu chúng ta có góc góc đẹp hay như là chúng ta đứng từ trên bắn xuống con S1 này thì xuyên, không cần phải cỡ nòng gấp 3, hoặc là chúng ta bắn vào mấu xích này cũng xuyên, hoặc là nó nghiêng xe nhẹ cái chỗ này cái chúng ta bắn cũng xuyên. Đấy.
Ok, nói chung là chiếc ECMO này nó cũng không có cái gì quá là sống, khả năng sống sót khá là cao đấy. Được rồi, quay trở lại với chiếc S1 của chúng ta. Anh em thấy rằng khi mà mình không mang camo, độ ẩn giấu chiếc xe này đã lên tận 28% khi đứng yên, và khi khai hỏa là 18% khi mình có camo và thêm ẩn giấu của gì nữa. Đây, thì nó lên tận là 43,41%. Chắc chắn chỉ sau chiếc UDES ở trong pháo chống tăng ấy, chắc chỉ sau chiếc UDES mà thôi, UDES 03 đấy. Đấy, vì thế chiếc xe này hoàn toàn có thể tàng hình trước mặt kẻ địch khi đang đứng yên, và yêu cầu địch phải, kiểu như là nếu chúng ta đứng trong bụi ấy, họ phải soi chúng ta khoảng 50 mét mới soi thấy. Đấy, cái vòng 50 mét ấy, đó là một cái ưu điểm nữa của chiếc S1 này. Đấy, nó có thể đứng ở một chỗ, có thể cầm kính như mình thế này, cầm ống nhòm như mình để có thể là mang đi soi. Đấy, đồ chơi của mình thì hiện tại mình chỉ có như thế này thôi. Hồi xưa thì mình cũng mang thay cái kính này bằng litho đấy, nhưng mà thôi, dạo này mình hay cày MOE nên là mình không muốn chết sớm đâu. Nên là mình mang bộ của mình là ngắm nhanh, ống nhòm và nạp đạn. Nếu mà anh em đi trung đội ấy, mà có tăng hạng nhẹ trong trung đội thì chúng ta không cần phải ống nhòm nữa, chúng ta sẽ nhờ đồng đội soi và chúng ta sẽ lắp đồ khác như là xoay chở để có thể là xoay xe nhanh hơn để bắn địch, bắt bắt kẻ địch nhanh hơn, hoặc bộ thước ngắm cải tiến. Nhưng mà thực sự thì có bộ thước ngắm cải tiến này nó không ăn thua khi mà 0,29 rồi, anh em nắp vào nó cũng giảm, nó không quá là bao. Vì thế theo mình thì hãy cầm bộ truyền tải đặt súng hoặc là lưới cũng được tùy anh em. Đấy, đó là đồ chơi của mình. À, một cái nữa về đạn, về đạn của chiếc xe S1 này thì tốc độ bay của đạn đạn thường lại bay nhanh hơn đạn vàng 50 m trên giây, nhưng mà thôi không đáng kể đâu anh em ạ, thực sự là anh em sẽ cảm thấy không đáng kể. Và chiếc xe này mang cũng khá là nhiều đạn 50 viên. Được rồi, đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với những trận đấu mà mình bắn trên chiếc xe này nhé anh em. Vâng, đến với trận đấu ở map Murovanka thì anh em biết rằng Murovanka là một trong những map mà pháo chống tăng hoàn toàn có thể kiểm soát được rất là nhiều vị trí, cũng như là có rất là nhiều vị trí bắn tỉa. Đấy, thì mình đang đứng một vị trí khá là quen thuộc với anh em, đó chính là vị trí D7. Vị trí D7 này có thể bắn được dọc cái rừng này, và những kẻ mà chạy qua ngang qua thì chúng ta sẽ bắn được. Được rồi, mình sẽ nói thẳng luôn với anh em nhé, chiếc STRV S1 này này. Đấy, anh em thấy không? Bắt mục tiêu rất là nhanh, tâm rất là nhỏ, khi chúng ta xoay nhẹ nhàng thôi, tâm nó vỡ không đáng là bao, anh em sẽ không cảm nhận được gì. Đặc biệt anh em mắc đồ lên thì anh em sẽ không cảm nhận được cái việc vỡ tâm khi chúng ta chỉ đứng yên và xoay xe. Đấy, anh em thấy này, tâm này nhỏ. Đấy, 0,29, quá là ấn tượng. Mắc đồ các kiểu chắc là xuống được 0,26 thì phải, mình nhớ như thế. Có phải không ta? Ồ, 26, 25. Thôi, quay trở lại với lại chiếc STV S1 của chúng ta. Vì nó bị giới hạn nhiều thứ, đặc biệt là phải chuyển sang chế độ tác xạ thì chúng ta mới có thể bắn được kẻ địch chuẩn xác nhé. Mình không cấm anh em ở chế độ hành trình bắn địch, nhưng anh em biết rồi, nếu chúng ta ở chế độ hành trình và bắn địch thì chắc toàn 10 viên, không, 100 viên đi, chúng ta bay ra mới trúng được 2 viên. Đấy, nếu nếu mà bắn xa bắn gần thì mình không nói. Đấy, bây giờ mình sẽ phải nói với anh em thế này này, nếu anh em đã chọn chơi dòng STRV TD ấy, pháo chống tăng STRV, và mua chiếc STRV S1 này chẳng hạn, chúng ta phải hiểu rõ map này như thế nào, hiểu rõ được các góc bắn, hiểu rõ được là cái chỗ nào mà nhiều bụi nhất và vẫn an toàn để chúng ta đứng, hoặc là địch hay chạy ra chỗ này thì mình sẽ căn trước, thì chúng ta mới có thể chơi được dòng STRVS1. Bởi vì dòng này nó hay bị kiểu như làm sao nhỉ, nó hay bắt anh em phải đứng ở một chỗ anh em ạ. Đấy, nó bắt anh em phải đứng ở một chỗ và chỉ có đứng xoay xe và bắn ra thôi. Rồi, như anh em thấy mình đang cố gắng bắn Linux. Rồi, một pha bắn blind, không biết có trúng không? Không trúng anh em ạ. Viên bắn blind Linh X không được trúng. Thêm một cái nữa rất là hay này. Chiếc S1 này là khi chúng ta xoay xe ấy, chúng ta không lên xuống nhá, di chuyển lên xuống nhá, thì chúng ta chỉ cần xoay xe thì cái ống nhòm cũng như là cái lưới ấy, nó sẽ không bị mất kích hoạt. Đó là một cái rất tốt của cái chiếc dòng STRV cũng như chiếc S1 này. Rồi, mình đang cố gắng bắn chiếc T69. Một pha bắn từ xa. Phát vừa rồi thì T69 đang ở dưới, anh ta chỉ thò mỗi cái cục U lên, à một cái tháp pháo lên thôi, mình vẫn bắn xuyên được. Đấy, thì anh em phải hiểu rằng là phải phải bắn tốt đấy. Thứ nhất là bắn tốt này, thứ hai phải hiểu rõ map này, thứ ba là phải có đồng đội tốt nữa. Chúng ta không có đồng đội tốt soi cho thì cũng hẹo mà thôi. Đấy, cho nên là nếu anh em quyết định mua hoặc là chơi dòng STRVS1 đấy thì phải lưu ý cho mình nhá, phải lưu ý cho mình rằng đấy, là phải suy nghĩ kỹ đi, không mua về không biết chơi là anh em sẽ vứt xó đấy. Được rồi, với cái độ xuyên cao như thế, với cái độ chuẩn xác như thế, chắc chắn rằng anh em sẽ bắt được kẻ địch nhanh chóng và không mất thời gian để khai hỏa. Nhưng chúng ta mất thời gian phải suy nghĩ xem là định đi đâu, đứng chỗ nào. Đấy, định đi đâu và đứng chỗ nào thì mới phát huy được hiệu quả của đám STRS1 này. Quay trở lại với trận đấu này,
anh em nói rằng là pháo chống tăng bắn tỉa, thứ nhất là khả năng sống sót kém, nhưng tại sao ông lại lên tận trên trời? Tại sao ông lại lên tận tiền tuyến? Ông còn đứng gần hơn cả ông STRVS 103 với ông STA kia. Tại sao ông đứng gần thế? Mình có thể nói với anh em thế này này. Trong cái trận đấu đôi công ấy thì mình thực sự là muốn kiểm soát cái rừng này, cho nên là mình cũng đã muốn đứng ở đây lâu lắm rồi. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta đứng ở cái mô đất cao này, đấy, chúng ta đứng ở mô đất cao, chúng ta hoàn toàn được bắn những kẻ địch ở xa rất là tốt. Đấy, đến nỗi mà chiếc leo này bị mình bắn cho 3 viên mà anh ta không biết mình bắn ở đâu. Đấy, mình có thể cho anh em xem cái vị trí này này. Vị trí đồi này hoàn toàn có thể bắn được một vài kẻ địch, nếu mà họ họ lùi lại quá đà thì chúng ta bắn được, hoặc những người tràn qua thì mình cũng bắn được, hoặc những kẻ địch nào đang ở cái vùng vùng làng mạc này thì mình cũng bắn được luôn. Đấy, nó kiểu như vậy anh em ạ. Thì mình muốn đứng ở đây, nhưng nếu chúng ta không mang camo hoặc là không học cái ngụy trang quá cao ấy thì chúng ta sẽ bị địch phát hiện sớm, và chiếc S1 này sẽ là làm mồi cho kẻ địch nhanh. Được rồi, như anh em thấy thì bây giờ chiếc KV4 đang đi qua và mình sẽ nhân cơ hội này để bắn anh ta. Yeah, một viên vào chiếc KV4 và anh ta không hề nhìn thấy mình, và cả kể anh ta nhìn thấy mình thì mình cũng đã lùi kịp rồi. Được rồi, bây giờ sẽ là cơ hội mình để bắn tiếp chiếc Emu. Yeah, thêm một viên nữa vào tháp pháo đằng sau chiếc Emu, và anh ta vẫn chưa nhìn thấy mình bởi vì sau quá nhiều hàng cây, sau ba cái hàng cây như này thì làm sao mà nhìn thấy mình. Ok, một pha bắn hơi vội đến từ phía mình khi mà mình cứ tưởng chiếc Emu đã lùi lại một lần nữa, và anh em thấy rằng là rừng bây giờ đã mất rồi. Vậy chiếc Emu vừa thấy mình bắn ở đây ấy, cho anh ta định công lên để xem có soi thấy mình không, nhưng mà mình cũng phải nhanh chóng và chạy thoát rồi. Đấy, một đặc điểm rất là hay của chiếc S1 này ấy, và cũng như là dòng STRV thì lùi ấy, tốc độ lùi khá là cao, nhưng mà phải lưu ý cho mình rằng là chiếc xe này nó không lùi được như UDS đâu, UDS 03 đâu. Đấy, nhưng mà với tốc độ lùi 4-5 km/h vẫn là một cái tốc độ mà không cần phải xoay xe lại để chạy. Đấy, chúng ta chạy lùi để chạy thoát cũng được, nói chung là cũng ổn định. Như anh em thấy thì mình đang muốn ở đây, đứng ở đây để có thể bắn được ai nữa chạy qua chẳng hạn. Đấy. Rồi, như anh em thấy chiếc Emu anh ta đang đi xuống. Yeah, một pha bắt mục tiêu rất là nhanh, không đến một giây đâu anh em nhé. Tâm đến chiếc Emu cái mình có thể bắn luôn mà không cần phải suy nghĩ gì. Đấy. Rồi, như anh em thấy thì chiếc Emu đã bay màu rồi, và tỷ số bây giờ là 5-8 và đội mình thua mất 3-7 máu, thì anh em biết rằng trận đấu này sẽ rất là khó khăn và khả năng cao là khó có thể thắng được, đặc biệt là mình cầm chiếc pháo chống tăng như thế này. Pháo chống tăng thì rất là khó có thể cân được team, trừ những pháo chống tăng gọi là trâu chó thì may ra mới có thể cân được, còn những chiếc xe dạng như thế này không có cabin này, đấy, ra không có cabin như đám RHM này, Su-30 scope thì rất là khó có thể cân được team, không cân được cái trận đấu này. Đấy, địch có thể là tiêu diệt chúng ta chỉ trong vòng một lốt nhạc. Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm một cái vị trí bắn tỉa khác, bởi vì bên mình vừa mất đang bị chiếm căn cứ, cũng đồng thời luôn là đội mình cũng không có thể công được nữa, không có đủ hỏa lực để công. Rồi, hiện tại thì mình dừng lại để bắn chiếc FV-4202 anh em nhé, mình dừng lại để đây bắn viên. Rồi, mình bắn blind ở viên không biết có trúng không, nhưng mà thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình sẽ lùi vào cái vị trí này, đây là một cái bụi khá là tốt nhé. Mình vẫn recommend anh em, có nghĩa là vẫn khuyên anh em đứng bụi này hơn là cái bụi này này, cái bụi bên trái này. Vì sao? Cái bụi này ấy, anh em hoàn toàn tách biệt khỏi cái đồi này để anh em không bị vướng bận một cái gì đó, để anh em bắn được ra cái làng mạc này. Anh em chỉ cần lùi lại sau bụi 15 mét thôi là anh em bắn được rồi. Chứ mình không thích đứng cái mô đất này cho lắm anh em ạ. Mình không thích đứng cái mô đất này. Rồi, anh em thấy bây giờ mình sẽ bắn chiếc T69. Yeah, một viên bắn T69 chưa bị lộ, khoảng cách chỉ khoảng 100 mét mà thôi. Đấy. Rồi, T69 ấy, vẫn chưa nhìn thấy mình đâu mà, bởi vì chiếc xe này có một cái ẩn dấu rất là tốt. Đấy, như chiếc Convoy vậy. Mình vừa bắn xong anh ta cách mình khoảng 400 mét nhưng anh ta vẫn không nhìn mình, khả năng cao anh ta không mang kính chẳng hạn, nhưng mà nói chung là không nhìn mình. Rồi, 375 rất là nhanh, mình đã lùi lại sau bụi 15 mét để bắn cho nó đỡ bị lộ. Đấy, được rồi, bây giờ thì chắc chắn là bên mình đã thua rồi, và chiếc FV-4202, nhưng mà mình chờ cho căn cứ chiếm xong thì mình mới bắn anh ta. Đấy, như em thấy thì mình chờ căn cứ chiếm xong mình mới bắn anh ta để cho mình đỡ chết. Đấy, anh ta có đâm vào mình đi nữa thì chưa chắc mình đã bị bay màu. Đấy. Ở trận đấu này thì mình xin trích một đoạn nhỏ thôi, chứ không cần phải toàn bộ trận đấu. Thì như anh em thấy thì hiện tại mình đang đứng ở vị trí này, có thể bắn tỉa ra ngoài và chiếc LC anh ta đi ra. Yeah, một pha bắt mục tiêu rất là nhanh, và anh ta đã bị chặt xích, tuy nhiên không gây thiệt hại, nhưng mà mình sẽ bắn anh ta thêm một viên nữa ở đây. Như anh em thấy thì khi mình bắt mục tiêu chiếc LC này, tâm không vỡ quá là bao. Yeah, thêm một viên nữa bắn vào chiếc LC. Anh em thấy rằng là hiện tại thì mạng Việt Nam chúng ta khá là bị đứt bạc, cho nên là binh khá là cao. Thường thường binh của mình chỉ dưới 50 thôi, nhưng mà mấy ngày hôm nay toàn trên 80 và 90, đồng nghĩa việc mình phải bật tâm máy chủ lên, và anh em sẽ thấy rằng là tâm của mình rất là giật. Đấy,
Thực ra khi chơi thì tâm không quá giật đâu, nhưng về rep play nó hay hay bị như thế anh em ạ. Rồi bây giờ thêm một đoạn nữa nhá, đoạn khá là hay khi mà mình áp dụng cái kỹ năng bắn góc nhìn thứ ba để bắn tiêu diệt trước HWK-12. Anh ta gọi là đứng cắm ấy, đứng cắm ở một cái bụi khá là truyền thống. Đấy, đây anh em mình có thể cho anh em xem. Đây khi mà mình sử dụng góc nhìn thứ ba, đấy phát vừa rồi bắn trúng anh em ạ, phát vừa rồi mình bắn trúng HWK nhá, nhưng mà mình lại thay đổi một vị trí khác. Đấy, mình bắn sang một cái hướng bên bên phải cơ. Đấy, mình bắn sang hướng bên phải, phát này thì trượt này. Đấy, HWK-12 anh ta đang ở đấy. Đây là một kỹ năng bắn góc nhìn thứ ba khi mà chúng ta bị một vài cái bụi che ấy, một vài cái bụi ở đằng trước mặt chúng ta che đi thì chúng ta hoàn toàn không thể bắn được. Đấy, đây này, cái bụi này nó che mình mất rồi, cho nên là mình không thể nào ngắm kỹ vào được cái bụi kia, thì mình phải dùng cái góc nhìn thứ ba. Mình góc nhìn thứ ba và mình zoom cao lên cái góc nhìn chiến lược ấy để có thể là nhìn thấy cái bụi ở đấy và mình bắn mù. Và vâng, HWK-12 đã bay màu anh em ạ. Mình bắn được xuyên anh ta 2 viên trong trận đấu này. Đấy, mình bắn được xuyên 2 viên bằng cái kỹ năng bắn góc nhìn thứ ba và qua các hàng cây. Đây, qua cái hàng cây này mà mình không cần phải đi sát cái hàng cây này để mất cái hàng cây này, và mình bắn cái bụi mà HWK đứng và mình dùng cái góc nhìn thứ ba. Khi mà chúng ta cầm STRS 1 đấy thì đây cũng là một kỹ năng rất là tốt nếu chúng ta ở map Malinoka này hoặc là Borowoka này, khi mà chúng ta cần phải bắn những cái bụi mà tăng hạng nhẹ hay đứng, tăng hạng trung hay đứng ấy. Đấy, chúng ta hay áp dụng nhá anh em. Ở map Stepped thì anh em biết rằng đây là một trong những cái vị trí bắn tỉa khá là tốt của căn cứ bên dưới, thì mình đang chọn một cái vị trí bắn tỉa bởi vì bên địch cũng đang đẩy lên cánh 89 rồi, rất là đông, vì thế mình sẽ phải đến vị trí này. Thường thường ấy mình hay đứng ở vị trí ở Bantera cơ, nhưng mà Bantera đứng vị trí mình mất rồi, thế là mình sẽ chọn một cái vị trí khác cao hơn, đấy, thoáng đáng hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ cố gắng bắn chiếc M6 nha. Yeah, một viên bắt mục tiêu rất là nhanh. Cái thời gian mà mình bắt mục tiêu trước M6 ấy chỉ chưa đến 1 giây anh em ạ. Và bây giờ là trước object. Đấy, anh em thấy không? Chiếc S1 mà có một cái điểm tựa ấy thì có thể bắn xuyên cả thế giới anh em ạ. Đấy, bây giờ có một cái câu mới nhá. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bắn xuyên cả thế giới. Đấy, anh em thấy không? Bắt mục tiêu rất là nhanh. Tới cái là phang luôn. Đấy, S1 thì cứ không gọi là không phải quan tâm đến giáp. Anh em mà loát đạn vàng độ xuyên 330 sát thương thì 330 độ xuyên thì cứ phải gọi là không có gì có thể cản nổi, trừ khi là bị lẩy đạn thôi. Thật đấy, mình nói thật là bị lẩy đạn thì chúng ta mới cảm thấy rằng là đạn nó không xuyên thôi. Chứ nếu mà chiếc xe này gặp giáp ở cấp 8 ấy, bởi vì cấp 8 rất là ít những chiếc xe mà có bộ giáp tốt mà. À, bộ giáp mà có thể chống chịu được độ xuyên 330 mà anh em. Đấy. Tất nhiên là chúng ta vẫn bị giảm theo khoảng cách. Cái đấy thì mình không nói rồi, vẫn bị giảm theo khoảng cách mà thôi. Rồi. Như em thấy thì mình bắt mục tiêu chiếc Scorpion G 2 viên liên tục rất là nhanh. Rồi. Anh em có thấy rằng phát vừa rồi mình bắt mục tiêu SIS-6 rất là nhanh, nhưng mà đạn nó bay vòng lên trên. Đó, như anh em thấy chỉ có lẩy đạn là chủ yếu thôi, còn giáp không bị xuyên thì chắc là chỉ có những cái đoạn mà giáp nó quá cứng thôi, hoặc là không trúng giáp thì cái đạn của chiếc S1 này mới bị như thế. Còn không, nếu mà gặp phải cái giáp vuông ấy, giáp vuông ngang thân hoặc các kiểu thì cứ phải gọi là xuyên tầm tắp. Đấy. S1 một tay bắn tỉa cực kỳ là nguy hiểm, nếu mà nó có một cái vị trí tốt ấy và đồng đội soi tốt ấy thì cứ phải gọi là ôi rồi ôi. Bây giờ mình sẽ tua nhanh cái đoạn mà mình bắn IS-6 nhá, không anh em lại bảo chờ. Đây, mình đang di chuyển đến vị trí tiếp theo để bắn chiếc IS-6. Đấy. Rồi, như anh em thấy thì đây là một vị trí khác. Đấy, đó là cái cách mà chơi S1 đấy anh em ạ. Vị trí này không bắn được ai nữa thì phải chúng ta phải di chuyển sang vị trí khác. Mà vị trí này nguy hiểm rồi, địch chuẩn bị công rồi thì phải di chuyển đến vị trí an toàn hơn. Nếu không căn thời gian di chuyển nhanh, chắc chắn rằng anh em sẽ làm mồi cho kẻ địch mà thôi. Nha. Yeah. Một pha bắt mục tiêu nhanh. Bây giờ mình sẽ bắn IS-6 thêm một viên nữa. Nào, đây rồi, phần thân đây rồi. Nha, yeah, xuyên luôn tháp pháo của IS-6. Đạn vàng mà anh em. Mình đang cày MOE 93% rồi nên là có gì thì anh em bỏ qua. Thêm một viên nữa vào phần thân của IS-6. Đấy. Thực sự thì mình mua chiếc S1 này là cách đây 2-3 năm rồi thì phải, 2 năm hay sao, 2-3 năm, mình không nhớ. Nhưng mà mình mua đợt low end, mình có vàng thì mình mua. Và đợt đấy cũng giảm giá xuống dưới 9.000 ý mà, mình chả nhớ nữa. Nhưng mà hồi đấy ấy, là do mình đang làm nhiệm vụ của TD anh em ạ, nhiệm vụ của phá chống tăng ấy, là rất là nhiều. Và chiếc xe này hồi đấy mình làm được nhiệm vụ đấy, 6.000 thiệt hại. Cái nhiệm vụ gì ấy, cái nhiệm vụ 10 năm 6.000 thiệt hại hay sao, mình nhớ như thế. Và mình dùng chiếc S1 này làm được anh em ạ. Thực sự luôn. Nói chung là nếu anh em nào bắn chắc, kiểu như là thứ nhất nhá, anh em nào mà
bắn chắc ở đây có nghĩa là anh em đọc được map và di chuyển tốt. Còn về việc anh em căn ke tốt hay không ấy, thì chiếc S1 này đã làm hết cho anh em rồi anh em ạ. Tâm ngắm tâm nhỏ rồi, vỡ tâm tốt rồi, đấy, ngắm nhanh rồi, đạn bay tốt rồi. Nên là thực sự chiếc S1 này nó không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng ngắm bắn của anh em, mà nó đòi hỏi về kỹ năng mà anh em di chuyển và tìm góc bắn thôi. Đấy, hoặc là hỗ trợ đồng đội đúng lúc hay không thì chiếc S1 này sẽ tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một trận đấu khác của một anh em gửi về cho mình từ trong cộng đồng. Thì thực sự thì mình định cho cái trận đấu này vào trong những trận đánh hay của cộng đồng Việt Nam, nhưng mà thôi, hãy vào đây luôn với mình đấy, để mình phân tích luôn để anh em có thể hiểu được cách chơi của S1 đấy. Hiện tại thì bác ấy đang ở một cái vị trí bắn tỉa của căn cứ bên trên của map Fisher Melbay. Thì anh em thấy rằng là bác ấy đang cố gắng bắn chiếc GSOR. Một pha bắt mục tiêu rất nhanh. Bác ấy cũng mang đồ chơi giống mình anh em ạ, cũng mang là ống nhòm đấy. Bởi vì những cái người mà mang ống nhòm là những người mà thích tự chủ đấy, như mình là thì mình thích tự chủ đấy. Đấy, mình nếu mà mình không đi trung đội thì chắc chắn rằng mình sẽ mang ống nhòm, còn nếu mà mình đi trung đội chắc chắn mình sẽ mang một cái bộ thiết bị khác đấy. Nếu mà bây giờ đồ chơi có biến thể mang được hai bộ thiết bị rồi thì anh em hãy mang theo nhé anh em. Đấy. Được rồi, như anh em thấy thì hiện tại ba đang cố gắng bắn chiếc Conquero đang ở vị trí trung tâm. Conquero đang mắc sai lầm. Một viên trúng chiếc Conquero mà anh ta chỉ nhô ra có một phần tí mông thôi. Wow, thực sự là chiếc S1 là một trong những tay bắn tỉa cừ khôi của game World of Tanks cấp 8. Nhưng mà vẫn phải lưu với cho mình rằng thi thoảng S1 vẫn có những pha đạn khá là ảo đấy, không phải là đùa đâu. Vâng, chiếc EBR đã bị bác Love Harvey bắn cho một viên bay màu luôn. Bác ấy căn rất là chuẩn anh em ạ. Tâm nhỏ, và cái tâm đấy nhá, lúc mà thằng EBR chạy qua nhá, cái tâm nhá, nó chọn luôn cái mục tiêu anh em ạ. Có nghĩa là nó không to hơn cái xe mà nó chọn luôn. Đấy, đồng nghĩa với việc ấy, dù anh em có RNG nó còn nói nó set no hay không đi nữa thì chắc chắn sẽ vẫn bắn trúng xe, và không trúng xe thì cũng phải trúng bánh xe. Rồi, như anh em thấy bác ấy đang cố gắng bắn su 100 đi một. Phát vừa rồi thì bắn trúng đấy nhưng không biết có xuyên không, và bác ấy soi được chiếc Charioteer. Mà khi mà bác ấy bắn nhá, mà chiếc Chari không thể soi thấy anh em ạ. Charioteer mà không thể soi thấy bác ấy. Wow. Rồi, như anh em thấy, phát vừa rồi bác ấy bắn xuyên chiếc Su-100 kìa anh em. Có một cái lốt, có một cái vòng chấm chấm đen ở cái con Su-100 ấy, là bác ấy bắn xuyên, nhưng chiếc Su-101 đã bắn xuyên bác ấy rồi. Bác ấy lùi không kịp. Đây, anh em có thể thấy rằng là khi mà bị bắn ấy thì bác ấy lùi lại nhanh rồi, bác ấy cũng ẩn nấp được cái thân rồi, nhưng mà bác ấy vẫn nhô ra một chút phần thân trên, cho nên là chiếc Su-101 vẫn có thể bắn trúng cái gọi là gì nhỉ? Gọi là cỡ nòng cấp 3 đấy, bởi vì cỡ nòng của chiếc Su-101 là 122mm mà. Đấy, cho nên là nó không thể lẩy đạn được. Đấy. Bởi vì khi mà bác ấy lùi thấp như thế rồi, cái phần thân nó rõ ràng là nghiêng như thế rồi, nhưng tại sao lại vẫn bị xuyên? Thì đấy, đó là cái quy luật cỡ nòng cấp 3 của Gaming đặt ra. Cái này anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì vào wiki nhá, tìm nhá. Mình không nói ở đây nhiều đâu, bởi vì lúc nào mình cũng nhắc mà anh em hỏi thì nó cũng hơi bất cập. Mình cũng tính làm về một video về xuyên giáp địch rồi, anh em yên tâm đi, cũng sẽ có trong tương lai thôi, mình đang lên kế hoạch rồi, anh em yên tâm. Rồi, hiện tại thì bác ấy vẫn đang phải bắn tỉa anh em ạ, bởi vì hai bên nó vẫn chưa thực sự là rõ ràng về cái vị trí phòng thủ cũng như là tấn công, cho nên là bác cũng không thể tấn công được. Chiếc T54 LT cũng còn có tí máu. Rồi, anh em thấy không? Wow, cú pháp bắt mục tiêu chiếc Charlie rất là nhanh. Anh em có thể hiểu rằng đối với những anh em mà thích cái sự hoàn hảo của tâm ngắm thì đây cũng là một trong những lựa chọn xứng đáng để anh em bỏ tiền ra mua. Đấy. Nhưng mà phải lưu ý, mình vẫn phải lưu ý cho anh em là đạn nó bay thi thoảng nó vớ vẩn lắm, hay cặp đất. Được rồi, bên kia chiến tuyến thì có vẻ như là tăng hạng nặng chúng ta vẫn phòng thủ tốt, vẫn chưa có chuyển biến gì. Đấy, ở vùng trung tâm thì chiếc Conquero bên đội bạn đang chạy rút về rồi, đang rút về vị trí rồi, phòng thủ rồi. Có vẻ như anh ta không thể nào đánh được vùng trung tâm. Rồi, su. Wow, một pha bắt mục tiêu bắn xuyên qua cái lô cốt. Vâng, và trúng chiếc Su-101 và anh ta bay bầu luôn, mà rõ ràng nhá. Rõ ràng cái tâm lúc đấy nó đang màu da cam mà bác ấy vẫn có thể bắn xuyên được chiếc Su-101 thì quả là phát vừa rồi quá là hay. Đấy, bắt mục tiêu cái khai hỏa luôn. Mình cũng hay như thế lắm. Được rồi, nhưng anh em thấy thì chiếc T54 LT đã thấy chiếc Su-101 bay màu rồi, và bác ấy cũng đẩy lên luôn cùng với chiếc T54. Bác ấy là một người đọc map nhanh gọn lẹ, có nghĩa là tiết kiệm thời gian. Chứ bây giờ nhà bác ấy mà đứng lại như cái bọn thờ scope G với thằng mấy thằng ở đằng sau thì S gì kìa,
FTA kìa, chắc chắn rằng ba cái sẽ không đến kịp vị trí bắn tỉa luôn, vị trí bắn tỉa mới. Đấy. Kìa, hai ông FTA với Scorpion G vẫn đang ở đằng sau. Rồi, anh em thấy rằng là bác ấy đã sử dụng chế độ hành trình và tiếp tục di chuyển đến một vị trí tiếp theo. Nếu mình nghĩ không nhầm thì bác ấy sẽ di chuyển đến cái vùng mô đất này để có thể bắn được nhiều kẻ địch hơn. Đúng vậy. Bác ấy di chuyển đến cái vùng mô đất này để có thể là bắn hướng về cái vị trí sen. Đấy. Rồi, bác ấy sử dụng di chuyển. Đấy, anh em phải thấy rằng là 8 kia trên giờ rất là chậm rãi. Nhìn như rùa bò ra đường ấy. Rồi, chiếc sen 5, anh ta đang đứng sau nhà. Đồng đội của bên mình thì đang đứng ở một trung tâm. À, chiếc ru cũng chỉ còn 433 máu thôi, cũng không nên gọi là gì nhỉ, mắc sai lầm rồi. Chiếc ro, yeah, bắt mục tiêu luôn. Đấy, bây giờ bác sẽ cố gắng bắn thêm một viên nữa. Bác ấy lùi sau bụi 15 mét. Ui, bác ấy cẩn thận thế cơ mà anh em, cẩn thận quá. Rồi, pha vừa rồi thì mình không biết là có bắn trúng không. À, bắn trúng rồi anh em ạ. Chiếc ro của chúng ta đã còn 335 máu. Bây giờ bác sẽ cố gắng bắt mục tiêu chiếc ro thêm một viên nữa, nhưng mà chiếc ro đã đứng sau đá rồi. Ôi, trượt rồi. Như anh em thấy thì phát vừa rồi thì có thể là đạn rơi xuống đất, rơi vào cái cục đá rồi. Rồi, tên 54 đang solo với Sen 5, à Sen 7 ạ. Bó tay. Bên mình thì thực sự là chưa thấy chiếm lợi thế đâu anh em ạ. Rõ ràng là ba tỷ số là 5-3 ấy, nhưng mà số máu đang thiệt mất 4k anh em ạ. Ok, một phát đạn bắn trúng chiếc bonus square khoảng cách 445m. Wow. Bắn xa thì không thành vấn đề với STR VS1 rồi. Hai loại đạn ABCR anh em thích chọn loại đạn nào cũng được, nhưng mà anh em phải trả giá là mất đi 50m trên giây vận tốc. Anh em sẽ không cảm thấy khác biệt đâu. Mình nói thật, anh em lắp full vàng cũng được và lắp full thường cũng được, bởi vì độ xuyên nó đều cao như nhau thôi. Nó đều cao gần như nhau thôi, nó đều xuyên được đa số cấp 8 thôi. Nhưng mà anh em nào mà thích bắn bộ cấp 10 ấy, bởi vì 330 thì bắn được khá xuyên bọn cấp 9 cấp 10 đấy. Mình cũng khá là thích cầm S1 vào những cái map đồng bằng như Mali hay Pro ấy, bắn từ xa rất là sướng. Đấy. Nhưng mà lưu ý cho mình rằng nếu mà địch xoay xe và nó nghiêng xe tốt thì chắc chắn anh em sẽ bắn lầy đạn khá là nhiều. Đấy. Được rồi, trong trận đấu này thì hai bên cũng đang kỳ kèo nhau khá là nhiều. Nhưng mà bên WZ11 14 bên đội bạn đang tấn công và bị bên mình hai đồng đội bên mình đang kẹp là TNH và ESI2. Vâng. WZ114 bay vào. Bay bầu rồi anh em ạ. Ây chà, đây rồi, Sen 5, à Sen 7 anh ta đang tấn công. Rồi, bác ấy cẩn thận đến nỗi mà lùi sau bụi 15m và không kịp bắn chiếc Sen 7 anh em ạ. Ây chà. Rồi, cả 91 BT còn 5 máu và hổ báo gớm nhỉ. Thế mà vẫn chưa chết. Đấy. Đấy rồi, chiếc Sen 7 đang lùi lại. Đấy, tấn công rồi. Đấy rồi, bắt mục tiêu. Yeah, chiếc Sen 7 đã bay màu. Bác ấy đã ăn được 5 mạng rồi anh em nhé. Ăn được 5 mạng rồi. Một con số rất là tốt trong trận đấu này. Rồi, bác ấy đang đến một vị trí bắn tỉa tiếp theo bằng cách đi bình thường. Đây rồi. Con quét rô. Wow, bắt mục tiêu rất nhanh. Nhưng mà không may chiếc T-54 bên mình đã bay màu rồi. Và chiếc Norin, anh ta đang cố gắng chạy thoát. Yeah, 6 mạng, không thể chạy thoát khỏi tầm bắn của chiếc S1. Bác ấy đang 6 mạng rồi. Yeah. Bây giờ bác ấy sẽ vẫn tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đến một vị trí bắn tỉa tiếp theo. Đấy, anh em thấy này. Đấy, rất là chậm rãi. Cái số 1.3 trên cái tâm ngắm kia là cái thời gian để chúng ta thay đổi cái chế độ di chuyển và chế độ bắn anh em nhé. Đấy. 1,3 giây cho về hành trình và 2 giây cho về tác xạ. Đấy. Thực sự thì mình không hiểu tại sao Quân Minh lại làm cái con số nó lại khác biệt nhau như thế. Tuy nhiên là nó 0,7 giây nó cũng không phải là lâu, nhưng mà đôi khi nó cũng cảm thấy là nó khá là chậm. Kiểu như vậy, đối với những ai kỹ tính thì sẽ cảm thấy chậm. Rồi. Bác đã đến một vị trí bắn tỉa mới, đó chính là vị trí G4. Đây là một vị trí bắn tỉa khá là dễ dàng. Đấy, đây này. Yết 3. Úi dồi, bác vẫn cẩn thận. Bác ấy vẫn cẩn thận lùi lại sau bụi 15m, nhưng mà có vẻ như lần này thì bác không lùi lại sau bụi 15m luôn. Bác ấy khai hỏa chiếc Super Bursing luôn, nhưng bác ấy không bị lộ bởi vì cái độ ẩn giấu của chiếc S1 rất cao. Nha, 7 mạng. Một pha bắn mù chiếc Super Bursing. Bây giờ bên địch chỉ còn 4 người thôi và chiếc Bolas không biết đang ở đâu. Khả năng cao Borat đang cắm ở đâu đó ở ngoài bụi này chẳng hạn. Bác ấy đang lắc lắc. Rồi, chiếc Conquero đã tiêu diệt chiếc ES2. Chiếc STA bên mình đang tấn công. Mong rằng sẽ gặp được chiếc Bo để bác ấy bắn tiêu diệt luôn chiếc Bo. Ôi dồi ôi, chiếc Bo bắn bay màu chiếc STA2 mà không lộ anh em ạ. Rồi, bác ấy đã bắn Blind một viên vào cái bụi đấy để xem có trúng hay không. Thực sự thì bên mình cũng
chưa muốn tấn công hay sao. Rồi, Cao 91 đã bay màu và hiện tại chiếc ru đang chạy xuống để soi thấy địch, để phát hiện địch. Mong rằng là chiếc ru không bay màu, chiếc ru bay màu chắc chả ai soi nữa. Rồi, kia rồi. Yết 3 từ đằng xa. Đấy, chặt chà, có thể bắn trúng không? Yes, Bác ấy đã nâng lên tổng số 8 mạng trong trận đấu này và Bác ấy đã bị lộ sai. Vâng, Bác ấy chuyển sang chế độ hành trình để chạy thoát ngay bây giờ. Vâng, nhưng mà chưa thấy địch bắn anh em ạ. Khả năng cao địch cũng đang ngắm về hướng kia ấy. Chiếc bo đang ngắm về hướng kia. Đấy. Nhưng mà không sao, bây giờ Bác ấy sẽ lại di chuyển tiếp quay trở lại vị trí này chăng? Rồi. Bác ấy rất cẩn thận anh em ạ. Hiện tại thì bây giờ là 4 đấu 3 anh em nhé. 4 đấu 3 và chúng ta không hề có mắt mà bên đội bạn là có chiếc Boras cũng đang có cái tầm nhìn. Cho nên là nếu mà chúng ta dại dột và tấn công trong lúc này ấy sẽ Bác ấy đã chuyển sang chế độ hành trình và di chuyển rồi anh em ạ. Được rồi, để xem Bác ấy có thể tiêu diệt được chiếc bo không. Mong rằng chiếc bo, bởi vì bo là có cỡ nòng 105 anh em ạ, và anh ta hoàn toàn có thể tiêu diệt Bác ấy sau 2 viên đạn. Rồi, nhưng em thấy Bác ấy rất cẩn trọng khi mà không muốn tấn công nữa mà đứng ở trước cái hàng cây này để chờ chiếc Scorpion G cũng như là chiếc AMX bên mình tấn công lên. Lùi lại sau bụi 15 m. Đây là một kỹ năng rất là tốt, một viên bắn mù. Rồi, nhưng anh em thấy thì chiếc Scorpion G chạy đến đấy rồi mà chưa bị lộ, thì không biết là chiếc bo đang ở đâu. Vì vậy Bác ấy sẽ quyết định là vào cặp và chiếm bất cứ chăng, chiếm bất cứ hay là đi tiêu diệt chiếc bo. Đây rồi, AMX, anh ta đang ở trước mặt chiếc 212A đang ở trước mặt AMX. Không biết AMX có tiêu diệt không? Ok, chiếc Scorpion G đã tiêu diệt trước 212A. Và bây giờ Bác ấy đang cố gắng đi tiêu diệt trước Polar Square chăng? Trận đấu chỉ còn 3 phút anh em nhé. Lưu ý cho mình là trận đấu chỉ còn 3 phút thôi. Nếu chúng ta mà không để ý thời gian thì có thể là sẽ thua. Khả năng cao chiếc bo chạy thoát về hướng nào rồi đấy. Rồi, chiếc bo, anh ta đang ở trong vùng mấy cái tòa nhà. Anh ta chạy thoát rồi. Hình như đang định bắn chiếc AMX hay sao ấy, nhưng mà không bắn trúng. Rồi, bây giờ Bác ấy sẽ chiếm căn cứ. Bây giờ mà đuổi theo chiếc bo ấy thì khả năng cao là hòa anh em ạ. Bởi vì trong này ấy rất là nhiều người có tốc độ đuổi kịp chiếc bo. Vì vậy mà tốt nhất cái phương án an toàn đó chính là chiếm căn cứ như là Bác Love Harvey đang chiếm căn cứ đây. Đấy. Chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi là chúng ta chiến thắng trận đấu rồi. Không lên quá cá nhân và chúng ta lên mang chiến về chiến thắng được cả đội. Đấy. Rồi. Bây giờ Bác ấy sẽ sử dụng chế độ tác xạ để có thể chờ chiếc bo. Giả sử chiếc bo mà không mang kính hay là mang tầm nhìn cao ấy, thì theo mình ấy chắc chắn rằng cả cái Bác ấy đứng yên như thế này, chiếc bo sẽ bị lộ sai trước. Bởi vì Bác ấy mang ống nhòm này anh em, Bác ấy sẽ soi thấy chiếc bo trước. Trừ khi chiếc bo mân mê theo những cái hàng cây này thì đấy, anh em thấy không? Chiếc bo đã vừa bắn trúng chiếc Scorpion G rồi. Không biết là anh ta ở đâu. Thế mới hay chứ, anh ta soi thấy chiếc Scorpion G mà không thấy soi thấy Bác ấy. Được rồi, chúng ta đã chiến thắng trận đấu này. Như anh em thấy, trận đấu rất là khá là hay đến từ Bác Luck Harvey trên chiếc S1 của chúng ta. Về số bạc kiếm được của chiếc STLV S1 mà theo mình ấy, thì pháo chúng tăng mà lại còn thuần bắn tỉa như thế này, chắc chắn rằng chúng ta phải ăn trên xương máu đồng đội rất là nhiều. Cho nên là đôi khi ăn thì ăn được, còn đôi khi đồng đội nó không ra gì hoặc là đồng đội nó không làm được cái gì thì mình cũng không làm được cái gì cả. Thì đâm ra mình cũng không ăn được cái gì, mình cũng không tự chủ được. Cho nên là theo mình thấy rằng bạc của cái đám pháo chúng tăng ấy và thuần bắn tỉa ấy nó cũng phải phụ thuộc nhiều là về đồng đội lắm. Được rồi, ở map Fisher Melbay của Bác Love Harvey, Bác ấy bắn được M, huy hiệu Rayleigh 8 mạng, Top Gun 2 caliber 4.800 thiệt hại. Đấy, 1.200 kinh nghiệm gốc. Số bạc kiếm về của Bác ấy là 4.000 thiệt hại. 4.800 thiệt hại thôi mà chỉ kiếm về 117.000 á. Mình nói thật với anh em, 4.800 thiệt hại này mà ở trên những chiếc xe gọi là máu mặt về cày bạc như là tăng hạng trung hoặc tăng hạng nặng ấy, như 703 hay là 446 hay là IS3 ấy, thì chắc chắn là con số này phải lên tới 130 đến 140. Nhưng con S1 của chúng ta lại phải ăn trên xương máu đồng đội rất là nhiều, cho nên là bạc kiếm về cũng không quá là cao. Được rồi, ở map Murmanska của mình thì đây cũng mình bắn đạn vàng khá là nhiều, 4.800 thiệt hại thôi. Đấy. Mình kiếm về cũng chỉ 110 thôi, cũng ngang tầm với Bác Love Harvey. Thế nó phải tài chứ. Đấy, ở map Steppet thì bắn được 3K7 thiệt hại. Cũng mang về 94.000. Anh em thấy rằng là chiếc S-Port này hệ số cày bạc của nó không quá là cao, bởi vì chúng ta phải ăn trên xương máu đồng đội rất là nhiều. Nhưng có một cái là chúng ta, nếu mà những cái trận đấu mình bắn mà không phải ra mặt trận anh em ạ. Chúng ta bắn pháo chúng tăng bắn tỉa không phải ra mặt trận, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ hạn chế được cái việc là chết này, bay màu này, và không cần phải sửa chữa xe này. Đấy.
Tuy nhiên thì bắn xa thì thi thoảng vẫn trượt thì chúng ta vẫn tốn tiền đạn, nhưng mà không sao. Nói chung là dành cho những em nào mà thích sự chậm rãi và hoàn hảo của pháo, của cái tâm ngắm, thì con pháo chống tăng STRVS-1 là một cái lựa chọn đúng đắn. Nhưng chúng ta phải đọc map tốt và di chuyển được, đấy, biết được nhiều vị trí, còn không chắc chắn anh em sẽ phải hoạt động khá là nhiều. À, ngoài ra thì nếu mà anh em bắn chiếc STRVS-1 này thì theo mình hãy chặn chặn hai mắt thành phố đi anh em nhá. Chiếc STRVS-1 mà vào mắt thành phố thì gần như phế luôn đấy, không có nhiều chỗ để bắn cho chiếc STRVS-1 đâu. Đấy, cho nên anh em phải lưu ý rằng là nếu mà bắn chiếc S1 này nhiều thì phải chặn mắt thành phố đi nha. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video về chiếc STRVS-1 này. Nếu anh em thấy hay và hữu ích thì đừng quên thích cái video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn anh em.